lâu lâu xuất hiện, Hồ Văn Cường gây xôn xao với hình ảnh nằm giữa đống tiền. Hình ảnh này của Hồ Văn Cường khiến ai cũng phải ù à. Mặc dù là cái tên khá đắt xấu diễn, thế nhưng Hồ Văn Cường lại là người rất chịu khó lặn mất tăm trên mạng xã hội. Hầu như những hình ảnh mới của Hồ Văn Cường là do FC Nam ca sĩ tự cập nhật, hiếm khi nào do chính chủ tự chia sẻ. Mới đây, một hình ảnh của Hồ Văn Cường do FC chia sẻ khiến nhiều người vô cùng xôn xao. Cụ thể, nam ca sĩ nằm giữa đống hoa tiền được khán giả tặng trong đêm diễn, trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Có thể thấy được, những bó hoa tiền là hình ảnh quá quen thuộc trong mỗi show diễn của Hồ Văn Cường. Không những vậy, khán giả còn thường xuyên tặng vàng cho nam ca sĩ với khối lượng khá đầm tay khiến ai cũng trố mắt. Điều này cho thấy sự yêu thương mà người hâm mộ dành cho Hồ Văn Cường là rất lớn. Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn. Không những vậy, nam ca sĩ còn rất chịu khó cập nhật những sân khấu, những sản phẩm trên kênh YouTube của mình. Gần đây, lượt xem tổng trên kênh YouTube đã đạt hơn 52 triệu lượt xem. Còn số này không thật sự quá cao, tuy nhiên đây lại chỉ là những đoạn clip sân khấu chứ không phải MV chỉn chu. Điều này cho thấy, khán giả vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho giọng hát của Hồ Văn Cường.